về pin của 217 cũng khác biệt so với pin của 215, nhưng cứ dùng chung bình thường, dung lượng của 217 sẽ cao hơn là 1200 mAh, và Kỳ Lăng sẽ tháo pin của 215 ra. Đây, pin giữa 215, 212, 213, 415, 16, pin 217. Pin thì chúng ta có thể dùng thay đổi cho nhau được. Và điểm khác biệt trong chức năng dùng đó là Vertu Signature S 2017 lưu được 5.000 số danh bạ. Vertu Signature S 2012, 2013, 2014, 2016 lưu được 2.000 số. Vậy thôi, đơn giản, khác biệt chỉ bấy nhiêu thôi. Còn về hình dáng thì như nhau, còn về cách bit phối thì do yêu cầu chúng ta.